Kính chào bà con. Thì hôm nay Thế sẽ quay lại cái lô mà bán hành lý 700 ngàn một tháng. Bây giờ Thế sẽ mấy anh em sẽ thử cũng như là thiết kế miệng để coi có mủ không, để chia sẻ với bà con ha. Cái này cái BB235 da xanh. Rồi bây giờ bắt Đúng đầu rồi. tiến hành. Cái dao này thì hồi nãy để quên cái dao cạo kéo trong kia rồi, nên giờ thử Cũ cái quá dao ta. à. Cũ. Đó, nên bây giờ thử bằng con dao này Này nó chưa tới trong á. à, chưa tới trong. Với cái dao này á, là nó không phải dành cho cạo kéo nữa, nhưng mà thôi cạo thử đỡ. Rồi đó, thường đó, đó là mình chỗ nào còn da thì mình thiết kế miệng kéo hấp hấp ha. Đó rồi, xong đó mình đóng cái máng. Mình có thể là Quá đó, ta. đó, bà con thấy có mũ ha, có mũ. Rồi nữa là mình đục. Rồi đục thì đó, bây giờ mình sẽ đục bụng, mình sẽ làm một Nếu đường mà xa quá thì chỉ, còn gần quá thì à. ủi gì cũng đi. À gần mình đuổi gì luôn Đỡ mất thời gian. à. Đó, cho nó xuống cái miệng đó, xong mình đục lên thử coi có mủ không nha bà con. Mủ quá trời phải không? Ừ, tại cái này lô này nghỉ lâu rồi mà, nghỉ một năm là nó hồi được rồi, nó hồi sức lại đó. Giờ rồi tới đó thôi ha, tới đó Rồi. thôi ha, Được rồi, mình là cạo cho bà con bác thấy thôi. đó Còn cậu. nếu mà mình mua muốn cạo như mình cạo. Ừ, nếu đúng rồi, nhưng mà cái đường cơ bản thì cứ vậy đó, cứ đục bụng lên đúng không, đục Đúng bụng rồi, lên dưới đúng kéo đó rồi. đó. Và còn thấy mũ nó nhiễu ha, cái này tha thuốc 2.5 vô ha, mình để mà ăn cho nó bền có độ là lâu quá, mình dùng 2.5 thôi Còn dưới ta. à. Đó, quay đó, bởi vì Nói cây giờ là này chưa nắng rồi. ừ đó, bởi vì cây này thấy nói trong vòng 3 tháng đổ lại Còn thôi. nếu mà muốn ngon nữa là quất cái này nữa. Ừ đó, Cái cán nhưng mà lỡ lỡ nè, quất cái lỡ đường này lỡ ngon đó lành luôn. đúng rồi. Chuyền xuống đây quất Ừ cái nữa là thôi. đó, chiền lên đó mà Muốn cạo gì cạo à, được à. này à, phải được đâu được phải không? Được rồi, muốn cạo sao cạo mà, Đó. đứng chặt cây thôi à. Đó, Nó nó đẹp lên đó luôn, cái giá này hơi ngắn thôi, gà dài dài à, nữa. gán phải dài dài một chút. Có ngủ không, tại vì cây này ở trên đó, đó nó tới ba nhánh bự đó. Cây nông trường BB235 nha bà con, mà da xanh nha Thử rồi nha, cá không tới. à, thử thôi, người ta cán không tới bà con. Đó thì cái đó là chuyền xuống cái miệng này ha, Chuyển xuống. đó chiền xuống đây đó bà con nè, quay gần cho bà con xem nè, chiền xuống đây, Mình muốn chiền tận chiền dụng thì mình à, cạo 2 3 miệng, 3 4 miệng gì cũng được. chiền xuống đây, cái chiền xuống cái miệng kéo dưới đây đó, Cái bắt nào gần đầu gần thì làm, còn nếu mà xa là mình à. chỉ ghê. À, bà con thấy nó chảy ghê không, bà thấy thấy cũng chia sẻ cái qua những cái kinh nghiệm của Thế cũng như các anh em á. À, lô này để mà nó đã nghỉ một năm mà con mua cạo miệng gốc chứ đục bụng thôi, trong vòng 3 tháng đổ lại thôi ha. Còn 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 thêm nữa chắc là mình phải bỏ phân được ạ. quay thêm làm mình chỉ không?